Béo bụng là một trong những vấn đề phổ biến và gây phiền toái nhất. Một trong những nguyên nhân chính là do chế độ ăn uống không lành mạnh. Dưới đây là 6 loại thực phẩm bạn nên tránh để giảm nguy cơ béo bụng. 1. Đường và các loại đồ ngọt. Nước ngọt có ga chứa nhiều đường và calo rỗng, gây tích trữ mỡ bụng. Bánh kẹo, đường và chất béo cao trong bánh kẹo dẫn đến việc tăng cân và tích tụ mỡ bụng. Đồ uống có đường, nước trái cây đóng hộp, trà sữa và các loại nước uống ngọt khác. 2. Thực phẩm chứa các bo hydrat tinh chế. Bánh mì trắng và mì ý, các sản phẩm từ bột mì tinh chế thiếu chất xơ và dễ gây tăng cân. Cơm trắng, dễ tiêu hóa và có chỉ số đường huyết cao, dẫn đến tích trữ mỡ bụng. Bánh ngọt và bánh quy, chứa nhiều bột tinh chế và đường. 3. Thực phẩm chiên rán và đồ ăn nhanh. Khoai tây chiên, rất nhiều dầu mỡ và calo. Gà rán, bánh burger, thường chứa nhiều chất béo bão hòa và calo. Pizza chứa nhiều format, dầu mỡ và các bo hydrat tinh chế. 4. Đồ uống có cồn. Bia chứa nhiều calo và đường, góp phần lớn vào việc tích trữ mỡ bụng. Rượu mạnh, dù không có nhiều đường, nhưng lại chứa nhiều calo rỗng và làm tăng nguy cơ tích trữ mỡ bụng khi uống quá mức. 5. Thực phẩm chứa chất béo bảo hòa và trans fat. Thịt mỡ và thịt sông khói chứa nhiều chất béo bảo hòa, làm tăng lượng mỡ trong cơ thể. Bơ và kem rất giàu calo và chất béo bão hòa. Đồ ăn chế biến sẵn thường chứa nhiều trans fat, gây hại cho sức khỏe và làm tăng mỡ bụng. 6. Thực phẩm chứa nhiều muối. Đồ ăn đóng hộp và chế biến sẵn chứa nhiều muối, gây giữ nước và làm bụng phình to. Snack và đồ ăn nhẹ các loại snack như khoai tây chiên, hạt rang muối thường chứa lượng muối cao. Việc tránh các thực phẩm gây béo bụng là một bước quan trọng để duy trì vóc dáng và sức khỏe. Bằng cách kiểm soát chế độ ăn uống và chọn lựa các thực phẩm lành mạnh, bạn có thể giảm nguy cơ tích trữ mỡ bụng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Hãy thay thế các thực phẩm trên bằng rau củ, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và protein không béo để đạt được hiệu quả tốt nhất. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng